Thưa quý vị, sau một thời gian dài không thể đến trường học trực tiếp vì dịch COVID-19, bắt đầu từ hôm nay ngày 22 tháng 11, học sinh, học viên khối 12 các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố đã đi học trở lại. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, công tác đảm bảo an toàn trường học được các trường đặt lên hàng đầu. Tại trường trung học phổ thông Thái Tiên, lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân viên y tế tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu học sinh rửa tay sát khuẩn. Để đảm bảo an toàn, học sinh được chia đi theo các luồng khác nhau nhằm hạn chế tiếp xúc. Là năm học cuối cấp với nhiều kỳ thi quan trọng trước mắt, nhiều học sinh lớp 12 phấn khởi khi quay trở lại trường học. Em rất là háo hức khi mà được khi đi học lại rồi có thể gặp các cô giáo. Bởi vì còn một số kiến thức mà học on nó chưa có thể trao đổi được với cô. Rồi được gặp của các bạn cũng lâu rồi, từ hè năm ngoái giờ em chưa được gặp. Em sẽ chắc chắn hơn, đi học hơn, em không sợ vì em đã có chích một mũi rồi. Còn các bạn mang khẩu trang rồi ngồi cách nhau, hạn chế tiếp xúc rồi thì em thấy rất là an toàn. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường học trên địa bàn thành phố đã thực hiện tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước khi học sinh trở lại trường, lên các phương án phòng dịch cũng như kế hoạch dạy học cụ thể để đảm bảo chất lượng cả việc học trực tiếp ở khối 12 và học trực tuyến ở các khối 10, 11. Hôm nay, tiết học đầu tiên ở các trường được dành để giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh về COVID-19 và các biện pháp phòng dịch hiệu quả đúng cách. Nhà trường đã xây dựng cái phương án là xử trí những tình huống xảy ra về khi mà mắc COVID-19. Nhà trường cũng làm phòng cách ly y tế ở tầng 3 để tránh cái khu học tập và riêng biệt. Để tránh trường hợp là một giáo viên có thể là dạy vừa dạy trực tuyến mà vừa dạy trực tiếp rất là khó. Cho nên toàn bộ giáo viên mà dạy 12 buổi sáng thì chiều có thời gian rảnh để dạy trực tuyến cho khối 10 và 11. Theo công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy học trực tiếp. Học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên cư trú ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 chưa tham gia dạy học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng yêu cầu các trường học chủ động thay đổi hình thức tổ chức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại tùy theo sự thay đổi cấp độ dịch ở địa bàn đóng chân. Thì các trường đã tuân thủ các cái quy định, chuẩn bị những cái điều kiện là trước khi tổ chức cho học sinh trở lại trường. Sở Y tế đã có công văn 5689, trong đó có nêu rõ các cái tình huống xử lý khi có một cái ca F0 ở trong trường. Thì đây là một cái văn bản mà rất là thuận lợi cho các cái địa phương cũng như các trường để tổ chức mà thực hiện. Theo kế hoạch, từ tuần sau, học sinh, học viên lớp 10 và lớp 11 sẽ trở lại trường học. Việc đi học của học sinh trung học cơ sở sẽ diễn ra sau 14 ngày, kể từ ngày tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19. Trên cơ sở đánh giá việc học trực tiếp ở các bậc học trung học cơ sở, trung học phổ thông, ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục có những đề xuất cho việc trở lại trường của những bậc học nhỏ hơn.